Hello anh em, là mình đây, Ba Bé Bơ. Cũng đã gần một tuần rồi, chúng ta cũng chia sẻ gì với nhau nhiều về cơ, cũng do bận bịu quá thì hôm nay mình kiếm được một ít thời gian, mình sẽ chia sẻ cái vấn đề mà rất nhiều bạn đang hỏi mình, đó là về cơ tạng. Mình cũng đã chia sẻ trên kênh thì về khai cuộc một xíu với Trung Quốc, đúng không? Nên hôm nay quyết định mình sẽ nói về cờ tàn. Cờ tàn là một trong những cái giai đoạn mà ít người thích tiến tới. Vì để tiến tới được cờ tàn thì chúng ta phải trải qua hai giai đoạn kia, nó khá lâu. Có những người và những bạn thích đánh nhanh chóng gọn lẹ thắng ngay từ trong khai cuộc cơ. Rồi có những người kiên nhẫn hơn một xíu thì có thể thắng trong chung cuộc. Còn kiên nhẫn lắm thì mới có thể mà đánh cờ tàn được. Đặc biệt cờ tàn thì nó giống như một dạng ru ngủ vậy đó, vì nó không có hậu. Thế thì trong nhóm chúng ta thì mình thấy có bạn là Dương Quá có một cái lối đánh về cờ tàn nó khá dở. Cứ bất cứ ai mình quan sát thì cứ đổi về cờ tàn được, thì gần như Dương Quá giống như là bị mất nốt cánh tay còn lại đó. Thế nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách suy nghĩ trong cờ tàn. Cờ tàn thì chúng ta sẽ chỉ hướng tới hai cái mục tiêu chính, đó là tốt yếu và tốt thông. Đó, mọi người cứ nhớ như vậy, làm sao để bắt được con tốt yếu của người của đối thủ này, làm sao cho chúng ta tự tạo được tốt thông chứ không cần tấn công vua. Hay là đôi lúc nhiều bạn sẽ giống như là khi chuyển vào cờ tàn không biết làm gì đó, như Dương Quá vậy đó. Mình thấy bạn ấy lang thang hồi là thua không ạ? Cho dù cờ của bạn ấy đôi lúc là cờ tàn lợi, nhưng rồi vì không hiểu phải làm gì, mà đối thủ á thì lại là những bạn mà đánh cờ tàn khá tốt, thành ra là cuối cùng là bạn ấy thua suốt luôn. Thế thì chúng ta sẽ vào trong cái ván cờ, cái thế cờ hiện tại. Cái thế cờ này thì mình lấy từ một ván đấu của hai vị đại kiện tướng tranh chức vô địch ở Bulgari cơ. Đó, hai người này à. Trận đấu này là ở giải vô địch Bulgari năm 2017. Thế thì bên trắng đang tạm thời là lời một con tốt, đúng không? Bên trắng đang là 7 con tốt, bên đen là 6 con. Nhưng bên đen lập tức đi xuống C4 và bắt đôi lại hai con C4 hoặc E4 là sẽ lấy lại tốt. Và chúng ta có thể để ý thấy rằng là cái vị trí quân của bên đen nó làm tích cực hơn là bên trắng, hai con xe tích cực hơn. Đó. Tâm tượng thì có vẻ bên đen xấu hơn, đó, vì nó cùng màu với tốt, khó khó ảnh hưởng gì đến thế cờ này. Vậy chúng ta nên suy nghĩ như thế nào để có thể tìm ra được cái hướng đánh đúng ở đây? Nếu chúng ta áp dụng những cái kiến thức của chung cuộc, chẳng hạn giống như là tính toán nước bắt buộc, đó, thì đâu có nước chiếu, có một vài nước bắt buộc. Ví dụ như tượng ăn luôn, xe ăn vào kiểu vậy, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là nó hoàn toàn vô nghĩa trong những cái thế cờ này, sẽ gần như không có đòn chiến thuật mấy. Vậy thì chúng ta sẽ phải nghĩ như thế nào đây? Đầu tiên chúng ta phải nhớ đến rằng là làm sao để ăn được tốt yếu. Đôi lúc nhiều bạn không hiểu rằng ăn tốt yếu để làm gì. Ăn tốt yếu là để tạo tốt thông. Khi con tốt của người ta mất rồi thì đương nhiên con tốt của mình trên cái cột đó sẽ trở thành con tốt không. Thế thì ở đây mọi người để ý con tốt A5 này, đó. Nếu nó mất đi rồi thì con tốt A4 của bên trắng sẽ trở thành một con tốt không khá là mạnh mẽ, đó, vì nó có giúp sức của xe và tượng, nên là khá ghê, vì con tượng này thì rất khó để có thể tham chiến rồi. Vậy nên bên trắng quyết định là đi xe A1. Đó, cái nước này dựa trên gần như không cần phải tính toán mà là dựa trên kế hoạch, dựa trên cái mục tiêu mà bên trắng đã hiểu, nghĩa là bên trắng sẽ thí bớt những cái quân này. Đó, những con này hoàn toàn có thể bị tiêu diệt trong vòng vài nước thôi. Đó, bên trắng không quan tâm đến ba con tốt này nữa, mà bên trắng quan tâm đến việc là đi xe lên D5 và bắt chết con A5, tạo ra con tốt thông. Và đó là cái ý nghĩa của nước xe A1, và đó là cái mà mình muốn mọi người suy nghĩ trong cờ tàng, làm sao để mà bắt tốt yếu tạo tốt thông
trong bảo tàng. Nó chỉ liên quan đến con tốt thôi nha. Nó không thể nào mà tấn công vua. Rất hiếm trường hợp trong cờ tàng tấn công vua. Nó vì không còn hậu nữa. Khi nó còn hậu thì tất nhiên là cái việc mà đánh con vua thì vẫn luôn luôn hiện hữu. Rồi thế thì bên trắng quyết định ăn vào. À bên đen quyết định ăn vào E4. À, ví dụ như mình đi như thế này cho mọi người dễ tưởng tượng, nếu xe ăn B2 đúng không? Đấy, thì có thể xe lên D5, bạn kia ăn nốt con tốt này, mình ăn con này. Vậy thì hai bên bằng tốt nhau. Đó. Nhưng mà cái con tốt nằm A4 này chắc chắn là nó sẽ chạy nhanh hơn. Vì xe thì đã nằm sẵn đằng sau rồi, tượng thì cũng hỗ trợ đến tận A7 lận, gần như có thể mình gọi là tận răng rồi đấy. Thế thì bên đen quyết định ăn E4. Ở đây bên trắng có thể thực hiện kế hoạch của mình luôn bằng cách đi lên xe D5 ăn luôn, thực hiện được, ok, hoàn toàn ok. Nhưng mà đại cận tướng bên trắng này thì nói chung là cố gắng, có một cái gì đó nó gọi là hơi hơi ham một xíu, đó là đi xe lên A2. Đó, tạm thời nghĩ rằng là mình đi bảo vệ con này một xíu đã, rồi đến mình ăn con này cũng được, kiểu vậy. Thì tuy vậy bên đen bắt đầu lấy cái thời gian đó để phản công. Đó, bên đen muốn dấn lên F4 để đuổi con tượng này. Thì ở đây nhiều cái cũng thú vị. Ví dụ như nếu bạn nào đánh chiến thuật đó, nhiều bạn sẽ nghĩ tới cái trường hợp F3 chẳng hạn. Đó, dạng dạng như vậy, nhưng mà F3 thì có thể là sẽ bị mất con tượng. Đó, ví dụ như đi F3 luôn thì nó sẽ bị mất tượng thì không nói rồi. Vua đi qua F1 là nước đi trong ván, đúng không? Nhưng mà đáng ra bên trắng vẫn nên gọi là bên trắng vẫn nên đi cái nước CD5 như kế hoạch đã đặt ra, và nếu có bị đuổi thì chúng ta có thể đi tượng về D2. Lúc ấy mình cứ tưởng F3 là có thể bắt chết được con xe, nhưng mà thật ra thì chưa chưa được. Và F3 thì ăn đây rồi, cho dù có lên đây thì tốt vẫn lên, đúng không? Sorry. Rồi vậy thì trong ván thì đại diện tướng bên trắng quyết định chọn vua F1 và bên kia đuổi về tượng đi về C1. Đấy. Thế thì chỉ vì chậm một tem thôi mà chúng ta thấy rằng là bên trắng đang không đi đúng hướng mà bên trắng đặt ra. Bên trắng đang muốn là xe D5 là ăn, nhưng mà tự nhiên ham hố giữ một vài quân. Và khi xe đi qua đây thì đại diện tướng bên trắng có chia sẻ đó là khi mà chúng ta phạm là một cái sai lầm, thì nếu chúng ta không bình tĩnh thường chúng ta sẽ phạm một cái sai lầm tiếp theo. Đó, chúng ta sẽ cảm thấy bực bội, khó chịu với chính bản thân mình. Chúng ta đặt ra một kế hoạch rồi nhưng nó không thể đi theo, chúng ta lại bị lan man bởi một cái điều khác. Và chúng ta thấy rằng là bên trắng đặt ra cái kế hoạch rất hay, rất hợp lý, đó là xe D5 ăn vào tạo tốc thông, nhưng mà tự nhiên cái lòng vòng phải ra đây. Thì bây giờ bên trắng vẫn có cơ hội để làm cái điều đó. Tuy rằng là xe đi vào C5 có thể cản được, nhưng mà sau khi ăn tốt ăn lên thì nước tốt C4 là nước rất hay. Tốt C4 này mục tiêu là để chạy tượng lên đây bắt con này. Nếu nếu ở bên đen mà quyết định là sẽ đuổi theo con tốt ở C4, tốt C4 là không giữ được nha. Đấy, thì chúng ta có thể để trao đổi như lúc nãy chúng ta nói. Đó. Bên đen ăn được tốt C4 nhưng tốt đó không phải tốt thông. Còn bên trắng ăn được thì đó là tốt thông. Đó rất là nguy hiểm. Còn nếu mà bên đen quyết định là giữ con tốt ở A5 bằng cách là lên tượng D6 chẳng hạn đó, thì chúng ta sẽ ra được một cái thế cờ khá đẹp mắt cho bên trắng. Đó là con tượng này nằm rất vững chắc là một này. Các con tốt của bên đen đều nằm ở ô đen, thì đó chính là mục tiêu cho con tượng của chúng ta này. Và con xe thì chắc chắn là nó sẽ chạy ra ngoài được. Đấy, thì thế cờ này vẫn ok. Các con tốt của bên trắng thì nó không phải là con tốt yếu,
vì bên đen có tấn công được đâu mà yếu. Đó. Chủ yếu là chúng ta quan tâm đến những cái điều đó. À, tuy vậy thì do những cái sai lầm đáng tiếc ở phía những nước phía trước mà đến đây bên trắng lại đi một nước sai lầm nữa, đó là lên vua. Thế thì ở đây có một cái sai lầm mà bên trắng lẫn bên đen sẽ phạm phải. Trong cờ tàn nó có một cái rất là mơ hồ mọi người nhé, rất là mơ hồ để hiểu được, đó là cảm giác về thời gian. Có những lúc thời gian tưởng chừng như là muốn làm gì làm rảnh rang vô cùng, nhưng có những lúc thì chỉ cần hơn một hai nước đi thôi là nó thay đổi hoàn toàn. Và trong cờ tàn thì thường người ta nói là không nên vội vàng. Cái câu nói đó có nghĩa là thời gian nó dư thừa, chúng ta cứ từ từ chúng ta làm. Thì bên trắng cứ cảm tưởng rằng là mình có thể có thời gian dư thừa, mình bay con vua loạn sĩ ngậu gì đó lên đấy à. Thì nhưng thực ra thì không làm được điều đó, bởi vì ở đây sau khi mà xe đi về C5 đấy để ngăn không cho vua này lên nha, à không cho xe lên, thì vua lên D3. Đây chính là cái thời điểm mà bản thân bên đen cũng bị sai lầm về cái cảm nhận thời gian. Bên đen cứ nghĩ rằng là thế cờ của mình nó dư thừa thời gian, nó không cần thiết phải đi cái nước nào để củng cố. Nhưng thực ra không phải, bên đen buộc phải đi nước D5. Và khi đi D5 xong thì thế cờ của bên trắng khá xấu, mọi người có thể để ý nha. Xe nằm trong góc, xe không có cột, không không tấn công được mấy cái con tốt này đâu, đúng không? Tượng cũng bị con tốt này nó cản luôn. Bỗng nhiên thế cờ của bên đen tốt hơn rất là nhiều. Đó. Nhưng bên đen lại nghĩ rằng là thì đằng nào cũng ngon mà, nước D5 đi lúc nào chả được. Đấy, đó chính là cái nguy hiểm. Đôi lúc đúng là đi lúc nào cũng được. Đôi lúc là mình thấy một nước chẳng hạn như nước D5, mình có thể không đi ngay, mình lên vua. Đấy, mình đưa vua lên vị trí đẹp đã rồi mình mới lên, mình phải chuẩn bị xong đâu đấy mình mới lên. Đó là cái bài học mà mình thường thường chỉ cho các bạn nhỏ, cũng các bạn học trò của mình cũng vẫn vậy. Đôi lúc các bạn dấn tốt rất là vội vàng, đôi lúc các bạn đi một cái nước cờ không phải là tốt, nhưng mà đi một cái quân, một cái ý tưởng nào đó khá là vội vàng mà không có sự chuẩn bị. Thì ở đây bên đen cũng vậy, bên đen nghĩ rằng là tôi chuẩn bị phát ra. Nhưng bên trắng là chớp một cái thời cơ đó để đi vua C2. Và sau khi xe chạy về thì cái mấu chốt nằm ở đây, B3. Đó, B3, và có hai ý tưởng. Một là tượng lên A3, đuổi con xe ra khỏi cái vị trí này, thì xe của bên trắng có thể quay trở lại vị trí này, đợt con tốt như kế hoạch ban đầu nói. Cái thứ hai nữa đó là sau khi xe chạy đi nơi khác thì con tốt lên ô C4 khống chế cái ô D5 này. Và nếu ô D5 này bị khống chế thì con tượng này cũng mãi mãi rất khó ra, bây giờ nó bị chặn bởi nguyên một cái hàng tốt đấy, mọi người thấy không, cái hàng tốt thậm chí tốt bên này cũng màu đen. À, thực ra thì con kia cũng màu đen luôn đó. Vậy thì chỉ vì một nước chậm chân thôi mà sắp tới bên đen sẽ phải đối mặt với cái đe dọa là con tốt này không bao giờ lên được ô D5 nữa, cho dù lúc trước mình nghĩ rằng là lúc nào mình lên chẳng được. À, thế thì để mà gọi là phản công tích cực chứ không muốn ngồi đợi nha, chứ nếu mà chẳng hạn như ngồi đợi một nước ví dụ như lên đây, chúng ta có thể đuổi xe chạy đi đâu đó, chúng ta lên đây đấy. Nước tiếp theo chúng ta bung lên đây, không là chúng ta đã có thể ra sang bên này rồi. Rồi lúc đó chúng ta có thể đưa con xe về đi qua D1 gây áp lực lên D6 tiếp. Bởi vì bên 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 đen không muốn cái việc là ngồi ngồi đợi chết như vậy, bên đen quyết định phản công bằng nước CB C8, lợi dụng cái đòn ghim để tấn công. Tuy vậy bên trắng vẫn lên C4, bởi vì bên đen lên D5 xong thì tượng A3. Bây giờ xe mà chạy đi thì chắc chắn là xe nó sẽ sực cái con D5 rồi. Đó. Nên bên đen quyết định là sẽ thí chất, thí xe ở đây thôi. Đó. Cái quan trọng là thí xe theo cách nào. Một là tốt dẫn lên,
để mà đóng cột, hai là tốt ăn luôn để mở cột. Thế nếu mà ăn luôn để mở cột á thì thực ra nó có vẻ có thể ăn lợi lợi đầy một nước chiếu đã. Rồi chúng ta ăn con tượng hay xe lên thì cũng thế thôi. Thì chúng ta thấy rằng là bỗng dưng thấy cờ nó mở toang mấy cột luôn, thì xe bên trắng là có xe mà, nên cái cờ mà một đống cột như thế này thì chắc chắn là ngon lành rồi, chúng ta sẽ không quá lo lắng về cái việc chúng ta phải đánh thế nào. Nên bên đen dẫn tốt lên D4 đó, vừa tạo tốt thông là một, vừa đóng cờ đó, sau khi ăn thì tượng ăn lên xe nào. Thì đoạn này chúng ta có thể gọi nó là xử lý ưu thế. Đây là một cái tình huống mà những người đánh thế trận, những người đánh cờ tàn hay gặp phải, đó là khi một cuộc tấn công của chúng ta thành công đó, bên bên trắng đã tạm thời coi như là đã thực hiện được một cái mục tiêu thành công thì đó là lời cờ. Nhưng mà khi cái điều đó thành công xong thì ván cờ vẫn còn tiếp diễn, đúng không? Ván cờ này vẫn còn phải tiếp diễn và bên trắng vẫn phải gọi là chứng tỏ cho bên đen biết được là mình có đủ sức, mình có đủ kỹ năng để chiến thắng thế cờ này đó. Chứ còn nếu mà bạn nào thích cái dạng mà tấn công đến vua đó, tấn công thẳng vào vua đó, thì nếu cuộc tấn công của chúng ta thành công xong thì coi như trận chiến kết thúc, ván cờ kết thúc, không còn phải lo lắng lo nghĩ quá nhiều nữa. Nhưng mà cái gì cũng có lợi, có cái gì cũng có hại, mà cái đấy thì mọi người có thể tự nhận biết được mà, đúng không? Rồi thế thì đánh cờ theo cái kiểu này, đánh kiểu cờ tàn rồi lợi một xíu như thế này thì chúng ta đánh như thế nào? Thực ra nó khá thú vị nếu mọi người suy nghĩ, nó khá nhẹ nhàng, thực sự là rất là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng ở đâu? Ở chỗ là khi mà đánh cờ tàn thì điều chúng ta cần quan tâm tốt yếu tốt thông xong, đúng không? Vậy chúng ta sẽ hỏi bản thân mình một câu, đó là làm sao để chúng ta có thể ăn được tốt yếu. Muốn ăn tốt yếu thì quân của chúng ta phải nằm ở những cái vị trí đẹp. Vị trí đẹp thường là vị trí ở bên nhà người ta đó, đúng không? Ở trong lãnh thổ người ta thì mình mới ăn được chứ. Nhưng bây giờ con xe của bên trắng hầu như không có đường xâm nhập đó, thì đánh trong cờ kiểu dạng cờ này chúng ta thường suy luận như thế. Vậy chúng ta cần xâm nhập vào thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải mở cột, xe thì phải mở cột. Giả sử nếu đây là ván cờ chỉ có chẳng hạn chúng ta đang nói đến cờ đàn tượng đi, thì chắc chúng ta cũng chẳng nói đến chuyện mở cột đâu, đúng không? Nhiều bạn hay nói là thầy ơi sao suốt ngày thầy nói chuyện mở cột vậy, bởi vì lúc ấy có xe. Chứ còn nếu mà hôm nào nếu mình làm một cái clip mà nó về tượng không thôi thì chắc cũng chẳng cần mở cột, vì tượng nó đâu quan trọng gì đến cái cột đâu. Thế thì bên đen đi G5, gần như là bên đen đang cố gắng đóng hết mọi cánh cửa đó. Và nếu bên trắng không thành công trong việc mở được một cái con đường nào đó chui vào bên bên đen thì cờ này không thắng được. Vậy thì trước tiên bên trắng lên xe D3 để bảo vệ cái điểm yếu gần như là duy nhất của bên trắng, đó là tốt B3 đó. Bên kia ào lên đây, rồi chúng ta sẽ không vội vã dẫn tốt, đúng không? Đây đây chính là cái thời điểm mà giống như nước D5 lúc nãy mọi người nhớ không? Chúng ta cần đi G3, chúng ta cần mở cột, chúng ta cần đi G3 để mở cột. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị xe nằm sẵn đó thì mới mở, chứ mở xong giả sử con tốt đang nằm G3 đi, chúng ta ăn người ta rồi người ta ăn lại, rồi ai sẽ là người đặt cột trước? Bên đen sẽ là người đặt cột trước, nên bên trắng quyết định xe A1. Bên này đi xe F8, bên này đi xe H1, xe H1 chứ không phải là G3, không phải là G1, bởi vì bên đen có thể là người đi H4 thì chúng ta sẽ đón lõng trước ăn vào, rồi tôi sẽ mở đây. Vậy là chúng ta chuẩn bị được một quân ra vị trí được rồi, đúng không? Bên kia đi tượng B4 thì bên trắng tiếp tục không đi G3 ngay, phải chuẩn bị mọi thứ trên cái cột trước đã, chuẩn bị cho cái sự mở cột này ra, xe F3 đó. Bây giờ thì cái việc G3 này chuẩn bị có thể xảy ra rồi đó. Thì bên kia đi xe B8 nhưng mà đi G3, và bên này đi tượng B3 C3 để ít nhất là tạo phản công còn tốt yếu duy nhất đấy, của bên trắng này. Chúng ta thấy rồi đó, nãy mình nói cờ tàn thì chỉ liên quan đến tốt yếu mà, hay không? Nên bên đen cũng, tất nhiên bên đen cũng là một đại tiền tướng mạnh chứ không phải yếu đâu, nhưng chúng ta thấy là đánh là
cũng không có gì gọi là quá đặc sắc khi mà cờ tàn yếu rồi, nên nếu chúng ta mà chuyển về được một cái dạng cờ tàn lợi thế thì chúng ta có thể đánh bại bất cứ ai. Rồi thì bên này ăn ăn và chỗ này bên trắng không lựa chọn bảo vệ tốt nha, bên trắng không có tìm cách bảo vệ tốt mà chúng ta phải đi phản công, chúng ta phải đi bắt các con tốt khác của người ta. Chúng ta đi bắt các con tốt yếu của bên đen để chúng ta tạo tốt hông, chúng ta phong hậu, chứ chúng ta đi bảo vệ con tốt đó thì cũng không không ích lợi gì. Nên xe G1 xe ăn vào thì sau khi chiếu sau khi lên xe G5 để chúng ta có ăn nước ăn vào đây là chiếu này, vua chạy đi chiếu đây, và tiếp theo thì con tốt này có thể chết này, vua trắng có thể ăn đây này đấy, thì bên đen quyết định là đầu hàng vì cũng không còn cơ hội phản công là mấy nữa. Vậy thì chúng ta thấy rằng là một cái ván cờ phải gọi là rất là mẫu mực về cờ tàn, để cho các bạn thấy rằng là đánh cờ tàn thì chúng ta cần suy nghĩ như thế nào. Rồi hy vọng mọi người sẽ xem lại, xem kỹ để có thể rút ra được những cái bài học riêng cho mình trong giai đoạn cờ tàn này. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha.